Hôm nay cô Tư và các bạn cùng nhau vào bếp nấu món dê chay xào cải chua nha các bạn. Món này rất đơn giản phải không? Đây là chân nấm. Chân nấm người ta giả là dê chay các bạn, người ta tẩm ớt sơ sơ đó rồi. Nó cũng có hương vị thơm lắm. Nên mình xào mình chỉ cho chút xíu thôi chứ mình không cho nhiều được, cho nhiều thì nó sẽ mặn, đánh đậm đà quá thì sẽ không ngon nha. Cái này chân nấm nha các bạn. Đây là giả là dê. Thành ra là dê chay xào với cải chua nha. Và gia vị thông thường đường, muối, bột ngọt với nước mắm chay nha các bạn. Bây giờ cô Tư sẽ lấy cái chảo bắt lên nha. Cô Tư lấy cái chảo và bắt cái chảo cho vào đây đảm, cho vào miếng dầu. Cho vào đây miếng tỏi. Nếu mà các bạn ăn chay trường hay là mấy các bạn ăn mà theo mà những người ở trong chùa người ta ăn thì các bạn mua hành bố rô nha các bạn phi, còn ở đây là mình ở nhà mình chỉ ăn có mấy tháng thôi, ý một tháng mình chỉ ăn có mấy ngày thôi, xin lỗi lộn nha các bạn, tháng mình chỉ ăn có 4 ngày thôi, thành ra mình xài hành với xài tỏi luôn. Với mình ở trong vùng sâu vùng xa mà muốn mua hành bố rô cũng rất là khó nha các bạn, trong quán thì nó sẽ không có bán đó, thành ra mình không có mua được nên mình xài hành xài tỏi, các bạn thông cảm nha. Mình chỉ hướng dẫn như vậy thôi, còn các bạn ăn thì các bạn cứ mua theo các bạn nha các bạn. Mua hành bồ rơ các bạn sẽ làm nha. Bây giờ mình không có để cho hành vàng nha. Ô lộn, xin tỏi nha. Mình sẽ để nó dậy mùi thơm thôi. Mình xào dê trước. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê đường. Được. Một muỗng cà phê nấm, tí xíu bột ngọt, một muỗng cà phê nước mắm. Mình cho bột niêm bằng nấm hương đó các bạn. Rồi mình xào. Xào cho nó thấm một chút là mình sẽ bỏ cải chua vậy thôi. Các bạn thấy nhanh không? Món chay rất là nhanh nha. Món này rất đơn giản nhưng mà ăn ngon nha bạn. Ăn cơm quên thôi luôn á. Rất là ngon. Mình làm hơi mặn mặn cứng cứng một chút đó, mình khỏi chấm nước tương nước mắm. Còn nếu mà mình làm lạc thì mình phải ăn thì mình phải chấm thêm nước tương nha, hoặc nước mắm nha. Bây giờ mình sẽ cho cải chua nha. Các bạn thấy ngon ha. Các bạn nhìn giống dê, giống thịt không? Nhìn y như là thịt vậy. Rất là ngon luôn. Khi mình niêm vô thịt vậy là khi mình bỏ cải vô mình khỏi bỏ nha các bạn. Khỏi bỏ gia vị, tại vì cái chất ở trong mình niêm trong cái thịt nó đã mình xào thì nó phải thấm qua cái cải rồi. Nên mình không cần phải bỏ thêm gia vị. Bây giờ mình sẽ múc ra chảo, ra dĩa nha. Bây giờ đã chín rồi. Cho ngò vào. Rồi thơm quá. Cho vào chút tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ trút ra nha. Bây giờ mình sẽ trút ra dĩa. Đây các bạn thấy rất ngon nha. Đây mình bỏ vào. Trời cũng ngon nữa. Các bạn thấy ngon ha. Đây món dê chay xào cải chua nha các bạn. Đây là món dê chay xào cải chua. Các bạn thấy rất là ngon nha. Rất là hấp dẫn luôn. Mm-hmm.
Đây là dê chai xào cải chua. Món này rất là dễ ăn nha các bạn, dễ ăn mà dễ làm nữa. Thịt dê chai thì các bạn mới vô mấy cái chỗ mà chiên bán về đồ chai á là nó có đầy đủ hết. Nhiều loại đồ chai nó các bạn mua cái gì cũng có nha. Đây. Thôi cô Tư chào các bạn nha. Cô Tư chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng trong bữa ăn chay nha các bạn. Cô Tư xin chào nha.